Xin kính chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vĩ Nhật Bãi nhá. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em có lên cho bà con một cái video các cái dòng máy sới đa chức năng, các cái dòng máy chuyên sới này, chuyên cày, chuyên sới, rồi là chuyên tạt luống lên luống, là chỉ duy nhất đến một thương hiệu, đến từ một thương hiệu, đó là thương hiệu Giang Ma nhá. Một thương hiệu thôi, đó là thương hiệu Giang Ma. Đó, không có Kubota, không có Mitsu, không có Isuzu gì hết, mà chỉ có Giang Ma thôi. Thì đây là các cái dòng máy mà đa chức năng, sử dụng rất là nhiều, được nhiều công việc. Thứ nhất, ví dụ như là một con máy sới dầu càng này đến từ thương hiệu Giang Ma, là chuyên sới và chuyên kéo cày, đó, bừa ruộng nước, các cái diện tích lớn. Đó, rồi con Giang Ma lớn này. Từ thứ hai, các cái dòng máy sới xăng, đây các con sới dầu nhá. Đây là các dòng sới xăng. Dòng sới xăng này thì nó chuyên sới, sới thùng phi này. Đó, các dòng sới thùng phi này nhá, gọn gàng này. Rồi các cái dòng máy sới chuyên tạt luống này, tay lái quay 360 độ, công suất lớn từ 9 ngựa 8, 10 ngựa hoặc là 8 ngựa rưỡi. Đó, Giang Ma động cơ OHV. Thì hôm nay em lên là tất cả là đều là dòng máy đời cao hết nhá, đều là dòng máy xéo đời cao OHV của Giang Ma, đời cao chót vót của Giang Ma. Thì có các dòng máy đuôi trục láp này, trục láp nhá. Đó. Đấy là trục láp này. Đó, rồi là các cái dòng máy trục láp có số thỏ rùa nhanh chậm, có số xuôi và số ngược đầy đủ hết. Đó, các dòng máy chuyên tạt luống vun luống, các cái bề mặt rãnh luống hẹp rộng. Thì em có kèm theo các cái phụ kiện đây, một là các cái lưỡi cày rạch hàng chia luống này. Đó, hai là các cái cặp bánh sắt này, rồi lưỡi cày trâu này. Đó, bộ tạt luống này, bộ tạt luống hẹp này, bộ tạt luống rộng này. Rồi là bánh lồng bừa rụng nước rụng thụt này. Đó, rồi có bộ tạt này, rất nhiều phụ kiện nhá. Thì em sẽ chia sẻ video cho bà con. Nói chung là rất nhiều máy thì rất là nhiều các cái cỡ, kích cỡ khác nhau. Từ công suất từ 3 ngựa cho tới 5 6 ngựa, 8 9 ngựa, 10 ngựa nhá. Đó, các cái dòng sới trục láp này, Giang Ma động cơ 5 ngựa 8 này, trục láp này, chuyên tạt luống và lên luống. Đó. Rồi các cái dòng máy tay lái quay 360 độ này. Đây là đều là tất cả các cái dòng máy đa chức năng. Nên là em sẽ chia sẻ ngắn gọn thôi. Video thì máy thì cũng khá là nhiều. Đó, thì em sẽ báo giá và đánh giá trực tiếp cho bà con để bà con xem nhá. Xem và ưng mua con nào thì cứ báo em nhá. Cứ gọi trực tiếp với em qua số điện thoại là 0967 702 477. Đó, gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo, em sẽ trao đổi trực tiếp, em sẽ gọi báo giá hoặc là quay video chi tiết hơn. Còn hiện tại thì máy thì cũng khá là nhiều nên là em không thể nào quay chi tiết rõ ràng hết được từng con được, thì thời gian nó khá là lâu, xem khá là lâu. Rồi, em sẽ quay từng con một cho bà con nhá. Đây, ví dụ con này, nó sẽ đi một lượt đây. Thì các cái dòng máy này là đều là các cái dòng máy mà động cơ máy xéo nhá. Hôm nay tất cả đều là máy xéo, máy nằm OHV nhá. Đó, đều là động cơ OHV, đều là đời cao hết. Như con này ba ngựa này. Đó. Đây, máy một giò. Đây là con máy một giò nhá. Máy một giò chuyên tạp, chuyên lên luống. Đó, các cái luống hẹp nhá. Vun ngô, vun khoai, vun mía. Đó, vun luống tất cả mọi bề mặt luống. Đấy, còn Giang Ma một giò máy xéo này, một giò hai bánh lỡ này. Bánh này có thể chỉnh trọng hẹp nhá. Đó, rất là linh hoạt luôn. Đó, tay lái quay 360 độ. Con này là trục láp nhá. Con này trục láp rất là đẳng cấp luôn. Rồi, con này đục trục sên. Đấy, thì đây là những con dòng máy mà thực sự là rất nhiều sự lựa chọn để mà cho bà con áp dụng từng cái công việc khác nhau, luống hẹp, luống rộng, rồi là sới đất cứng, đất mềm, hay là đất cát, sỏi, pha cát, đất thịt hay gì đó, hoặc là có thể là bừa ruộng nước, ruộng thụt. Đấy, kéo cày là cày trâu, hoặc là kéo các cái lưỡi rạch hàng này, lưỡi chia luống, ép luống rạch hàng này ấy, là nó sẽ có nhiều cái kích cỡ khác nhau nhá. Em có thể chỉnh rộng hẹp hoặc là chỉnh cao. Đây, ví dụ như các cái dòng máy Giang Ma lớn này, máy Giang Ma này động cơ là 8 ngựa rưỡi này, trục láp nhá. Đó, rồi là con PRT này là đi 1101 động cơ 9 ngựa 8, động cơ siêu cao của Giang Ma, cao chót vót luôn. Đây, máy rất là to và mã lực, và con nhìn thấy này, OHV Giang Ma này, thấy chưa? Máy rất đẹp luôn. Đấy, con này là máy xéo nhá, máy xéo máy nằm. Đó, đây, con này thì nó sẽ kéo cái rạch hàng đây nó rất là lớn như này. Chiều rộng này, 1 này, 2 3, 60 phân, nhưng mà bên dưới nó chỉ có 20 phân thôi. Em sẽ thiết kế cho bà con tùy phù hợp từng con máy. Đó. Rồi các cái dòng máy sới thùng phi này, các dòng máy sới thùng phi này nhá. Đó là những dòng máy rất là nhẹ nhàng, chuyên sới. Đó, chuyên sới chuyên tạp. À quên, chuyên sới nhá, chuyên sới rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, cực kỳ ok các dòng máy sới thùng phi này. Rồi các cái con máy dầu này là một con máy mà rất là to và lớn. Con này thì nó sẽ nặng tầm khoảng 1 tạ 7 tạ 8 á. Đấy, tạ 7 tạ 8 thì đó là với con máy này, nó chuyên sới, chuyên cày, chuyên kéo cày, thùng rơ móc, cày lợt cày trâu, cày lợt cày trâu. Đó. Rồi, em sẽ đi vòng quanh, em sẽ vào luôn video cho bà con để bà con có thể vào từng xem đánh giá từng con một nhá. Đó. Rồi ok, đây là con số đầu tiên. Em sẽ đánh số từng con và báo giá trực tiếp luôn. Con số 1 này, giá là đi 6 triệu đồng này.
Đây con số 1 này 6 triệu đồng nhé. Con số 1 này 6 triệu đồng. Đây con số 1 giá đi 6 triệu đồng nhé. Là bao ship. Đây nó sẽ chi tiết cho bà con. Thì con số 1 này ấy, là con một con máy động cơ răng ma 3 PS này, 3 ngựa này, 3 PS đó, 3 ngựa nhá. Máy xéo, máy OHV răng ma GA90. Con này thì nó là một con máy mà sới rất là rãnh, rất là hẹp này, nhỏ gọn. Đó, nhỏ gọn đây, bánh là bánh răng, bánh báo này đi rất là nhiều địa hình khác nhau, cực kỳ ok luôn. Thì con này nó sẽ có đi một số tiến và một số lùi. Nó có một tiến một lùi đây nhá. Có một số tiến và một số lùi. Đó, có số xuôi và số ngược đây. Số tạt xuôi và ngược nhá của dàn sới. Tức là dàn sới này nó có thể quay xuôi và quay ngược nhá. Đó, hiện tại nó đang đi bộ dàn sới thì bà con thích bộ tạt thì mua thêm bộ tạt nhá. Giá là đi con số 1 giá đi 6 triệu đồng, nó bao ship tới tận nhà cho bà con. Đây đồ về rất là mới luôn. Đấy, con này thì thực sự là em chưa vệ sinh, chưa xịt sơn bóng sơn biếc gì hết. À, mọi thứ nó còn nguyên. Đấy xăng ma. Cực đẹp đẽ luôn. Lọc bụi nhớt của trắng tinh này. Đấy. Bọc xăng. Đây con này chỉ gài côn thôi, bóp côn là chạy thôi. Chỉnh cao thấp tay lái này. Đó, tay ga. Sẽ có cây chống hoặc là bánh xe, bà con yêu cầu sẽ có cây chống hoặc bánh xe nhé. Con này thì rất là đẹp đấy, máy móc sạch xe lắm. Đây, máy móc sạch xe này, đúng chưa? Sạch xe. Em cũng chẳng chưa vệ sinh kỹ đâu. Bô của nó còn nguyên. Đã xịt xi nước lên thôi. Rồi, con số 1 giá là đi 6 triệu đồng nó bao ship bà con nhé. Rồi, tiếp theo con này thì phù hợp với bà con nào mà thứ nhất làm cái lúng hẹp này. Con này nó có thể làm sới cầu cao nhá, có thể làm sới cầu cao, sới nhảy, rất là ok. Có thể gắn sới cầu cao trực tiếp vào đây hoặc là gắn vào dàn phía sau này. Rồi, con số 2 PSC40. Con này là đến từ thương hiệu Răng Ma. Nói chung đây tất cả là hôm nay là chỉ có lên Răng Ma thôi. Duy nhất một hãng Răng Ma, từ bé tới to. Đấy, từ bé tới lớn. Đấy, con này PSC40 Răng Ma máy một giò nhá. Một giò. Hiện tại đang đi bộ răng sới này, răng sới nhá. Đấy, con này thì giá thì cũng vừa phải thôi. Con này có 8,4 triệu, nhà sẽ đánh giá con này là động cơ là 4 ngựa nhá. 4 ngựa, máy 4 ngựa Răng Ma. Đây, động cơ GA120, OHV Răng Ma GA120. Sạch sẽ lắm, bình xăng sạch sẽ lắm, nói chung là chưa có đụng chạm sơn chết gì cả. Đấy, có số 2 này. 8,4 triệu. Bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. Răng Ma PSC có 2 số đánh. À có 2 số tiến, 2 tiến 1 lùi nhá. Con này có 2 tiến 1 lùi và có 2 sới. 2 sới này, 2 tạt nhá. 2 sới 2 tạt tức là thành 4 số đánh. Đó, sới xuôi sới nhanh sới chậm, tạt nhanh tạt chậm. Đó, tức là số đảo chiều và số quay xuôi. Có ngắt sới đầu lò luôn nhá. Con này có ngắt sới đầu lò này. Đây, ngắt sới đầu lò đây. Dàn sới đang quay vẫn là bóp vẫn là ngắt sới luôn. Đó. Đó có gài côn này, gài côn trên tay. Để gài côn đây. Đó rồi là nhanh chậm này, chân trống, nhanh chậm là chân trống của tay ga, công tác. Đó, con này thì nói chung là phần trăm còn khá là ok, liên lạc chưa bể vỡ móc méo gì hết. Chỉ là cái hình thức là sơn bọn em chưa có đánh lại gì đâu, còn nguyên bản nguyên. Đó, thực sự ra là phần trăm nhìn như thế này thì còn rất là tương đối luôn. Trong 3 PSC 40, giá đi 8,4 triệu bao ship nhá. Đó, như thế này là 8,4 triệu đó xiết. Rồi tiếp theo đến con số 3. Đây, con số 3 em phải đi quay quay đây, giới thiệu con số 3 cho bà con này. Con này là một con rất là đặc biệt. Con này hiện tại đang bán với giá là đi 12 triệu. Tại sao nó là 12 triệu? Đây là một con máy Răng Ma sử dụng, là một con máy Răng Ma đa chức năng. Nó là một con máy tay lái quay 360 độ này. Nhưng hiện tại nó là một con máy đang sử dụng một trục láp. Con này nói về đời Răng Ma thì nó là đời cao chót vót. Tất cả những cái gì tích hợp sẵn cao nhất thì nó tích hợp trên hết con Răng Ma này. Đó là sao? Con này nó sẽ có đi 2 tiến 2 lùi. Thì kết hợp với tầng thỏ rùa nhanh chậm đây nhá, của Sody đây, là thành 4 tiến 4 lùi nhá. Đó. Rồi thứ hai nữa, đó là số, nó có số đảo chiều của dàn sới. Tức là sao? Dàn sới đây, bà con có thể nhìn thấy đây này, có 2 cái cánh quạt này, một cái cánh quạt quay xuôi nhá, một cái cánh quạt quay ngược, đúng chưa? Quay xuôi và quay ngược này. Đó, quay xuôi và quay ngược. Quay ngược tức là dàn sới này. Đây tức là sao? Tức là dàn sới này nó sẽ quay xuôi. Đó, và có thể quay ngược. Đó. Rồi, nó gọi là số đảo chiều đấy. Và nó có một hệ số là tần số là nhanh chậm ở đây nữa. Thỏ rùa nhanh chậm của số sới nữa. Thì thực sự là đời rất là cao luôn, siêu cao luôn. Đây, một con máy Răng Ma em chưa vệ sinh như nó bánh cao su rồi, chưa vứt nứt mẻ một cái gì cả đâu nhá.
chưa nứt mẻ một cái gì hết. Đó, chuyên tạt, chuyên sới và chuyên lên luống. Đấy, con này là không kéo được rơ móc đâu bà con nhé. Con này không kéo được rơ móc. Đó, con này không kéo rơ móc. Chuyên tạt, chuyên sới, chuyên kéo và chuyên tạt, chuyên sới, chuyên lên luống. Đây, côn chuyển hướng này, bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này. Rồi con này có gài côn trên tay đây. Đó, tay ga, tay ga. Rồi cái này là cái cần gài gì đây ta? Cái này là cần ngắt sới này. Cái này giống như là một cái cần ngắt sới này. Còn cái này là, cái này là cái gì? Cái này là cái phanh hay sao ấy? Thực sự là em cũng chưa để ý các cái hệ thống này lắm. Đây, con này là cái này chỉnh cao thấp rồi. Đó, còn quay tay lái 360 độ là ở đây. Thì thực sự ra con này nhá, con này nó không phải là một con máy siêu xuất sắc đâu, nhưng mà nó, đầu máy nó rất là mới. Đây, đầu máy mà còn nhìn thấy này, đầu máy rất là mới luôn. Con này động cơ là 5 ngựa 8 nhá, 5.8 PS này, 5.8 PS. Đó, thì bà con có thể đây là cái cặp bánh này ấy, hiện tại nó đang đi tầm khoảng 25 phân, 25 phân, 30 phân. Đó, nhưng mà mình có thể thu hẹp lại được tầm khoảng 10 phân bà con nhá. Đó, được tầm khoảng 10 phân. Tại vì sao? Nó có nhiều lỗ chốt này, mình có thể chỉnh này. Đó, nó để nhiều lỗ chốt nhá, thu hẹp ra vào nhá. Đó, cặp bánh răng này mình cũng, nếu mà bà con không thích đi cặp bánh răng này thì em sẽ đổi cho cặp bánh cao su. Đó, để cho cái cặp bánh cao su, hoặc là mua thêm cặp bánh cao su. Đó, rất là an toàn. Còn cặp máy, cặp bánh này là đi chuyên đi các cái bề mặt luống hẹp hoặc là đất ướt, nó sẽ rất là bám nhá, cực kỳ bám luôn. Đây, bô viết đây, đen xì luôn, cực kỳ ok, cực kỳ là bé. Máy xéo UHV nhá. Máy xéo UHV. Con này là nó đi, đây, hiện tại nó đang xả trục láp này. Đó, hiện tại đang xả trục láp nhá. Hiện tại đang đi bộ lưỡi sới, lưỡi đào rãnh. Đó, thì cái trục láp này nó rất linh hoạt. Đấy, nó giảm sới này, nó sẽ quay xuôi và quay ngược. Đó, nó đặc biệt, nó có đặc điểm một cái rằng là thường thường mấy con răng ma đuôi láp ấy là nó hay như kiểu là nó chỉ có số xuôi và số ngược thôi. Còn muốn đảo chiều nhanh chậm là mình phải đảo chiều hộp xích, nhưng mà con này nó tích hợp sẵn thỏ rùa nhanh chậm của số máy ở đây. Đó, và thỏ rùa của dàn sới luôn, nhanh chậm của số sới đây. Rất là linh hoạt luôn, tức là mọi thứ là bảng điều khiển này của nó là nó rất là đầy đủ. Thực sự là rất nhiều cái điều khiển ở đây luôn. Bóp côn chuyển hướng này, tay ga này. Đó, gài côn, à gài cái gì, gài vi sai sao này, ngắt vi sai, gài vi sai, cái này là phanh hay là cái gì đó, ngắt sới. Đó, gài côn, bóp chỉnh cao thấp. Đó, rất nhiều tính năng luôn. Rất là ok một con máy răng ma này, rất nhiều tính năng. Đấy, bà con thường thường thì một con máy răng ma thường thường là phải quay tay lái lại mới tạt được luống, nhưng mà với con này thì không cần phải quay tay lái nhá. Đây, chỉ cần xoay cái này thôi. Chỉ cần xoay cái này. Hai ơi. Hai ơi. Hai. Hai ơi. Hai ơi. Hai ơi. Đây. Đấy, con này thì nó có thể quay tay lái 360 độ nhá. Đó, em sẽ quay trực tiếp cho bà con xem. Thì thường thường là một mọi con máy là phải quay tay lái 360 độ, nhưng mà với con máy này ấy là mình chỉ cần vào số ngược của dàn sới là nó sẽ tạt luống nhá. Con này thì tạt các cái luống hẹp rất là ok luôn. Nhấc cái tay này lên, nhấc mạnh cái này lên, nhấc mạnh tay lên rồi là quay cái này. Đây đây. Đây. Đấy, thường thường là mình phải quay tay lái như thế này thì mới tạt được luống đúng không? Đó, nhưng mà với con máy này thì không cần phải quay tay lái. Nó vẫn quay tay lái được, nhưng mà không cần phải quay tay lái vẫn tạt được luống nha bà con nhá. Đó, vẫn quay tay lái mới tạt được luống nhá. Đấy, tay lái cái này chỉnh cao thấp này, đúng chưa? Đó, cực kỳ linh hoạt luôn. Đấy, lái đây. Đó, nó cao lên. Rất là ok luôn, cực kỳ hoàn hảo luôn. Rồi, ok bà con nhá. Con số 3 giá là đi 12 triệu đồng, nó bao ship tới tận nhà cho bà con. Bà con mua tạt thì thêm tạt, bà con đổi tạt thì em sẽ đổi cho. Đó, phụ thêm ít tiền thôi. Rồi, ok, tiếp theo là đến con số 4. Con số 4 là PRT55 răng ma UHV. Rồi, con số 5. Đấy, con số 5 này. À, con số 4 chứ, con số 4. Đấy, con này thì con này PRT55 này giá là đi 10 triệu đồng là bao ship nhá. 10 triệu đồng là bao ship tới tận nhà cho bà con. Đó, bà con xem video nhá, ví dụ như là ưng con nào hay làm sao đó thì ồ tôi ưng con số 4, báo giá cho em, gọi cho em, em sẽ chốt cho. PRT55 con này thì phần trong khá là cao, đẹp đẽ sạch sẽ, nhưng mà con này tạt luống là phải quay tay lái nhá, phải quay tay lái. Thì con này đi đuôi sên, số của nó đây, con này nó sẽ có số thỏ rùa của số đi thôi, thỏ rùa của số đi nhá. Đó, rồi là có xem nào, 2 tiến 1 lùi kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm là thành 4 tiến 2 lùi nhá. 4 tiến 2 lùi. Đó, răng ma, con này động cơ 5 ngựa 8 này. 5.8 PS nhá, 5.8 PS.
máy miếc đây, ốc áp rất là sạch sẽ luôn. Anh em thì em để nguyên cái tình trạng như này để con dễ nắm bắt đánh giá, chứ không có làm quá đẹp lên để làm gì hết, tự nhiên đó. Ai mua xong rồi bọn em sẽ làm đẹp, dọn dẹp đẹp đẽ sạch sẽ đi cho. Động cơ Zangma OHV GA 160 nhá, đó đây, cực kỳ đẹp đẽ luôn. OHV này đúng chưa đó. Đã. Dàn sới này muốn nhanh thì mình đảo chiều hộp xích này để có thể tăng công suất vòng tua của dàn sới đó. Rồi ok bà con nhá, Zangma này thì nói chung là cũng bán rất là nhiều rồi thì cũng không cần giới thiệu nhiều. Có côn chuyển hướng này, bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải. Ưu điểm của các con Zangma đó là bóp côn chuyển hướng của nó rất là nhẹ luôn, siêu nhẹ, nhẹ hơn Kubota rất là nhiều đó. Tay ga này đấy, chưa có thể xét nhiều nhau nhá. Đó, côn bóp côn này đẹp đẽ lắm, rất đẹp luôn đó. Cái côn ngay trên tay đó, rồi là đây, mấy cần này inox hết này, rất đẹp luôn. Rất đẹp, nó có 10 triệu đồng bao ship tới tận nhà cho bà con. À, con này thì nó sẽ có thể là đi được các cặp bánh sắt nhá, bánh sắt này, bánh hẹp này, đó, bánh sắt hẹp đi đều đi được hết nhá. Rồi à, làm sấy cỏ cào, sấy nhảy thì tuyệt vời luôn. Đó, có số thỏ rồi nhanh chậm này, đó, có số thỏ rồi này, đỏ là nhanh, xanh là chậm, đó, chậm. Rồi con số 4, 10 triệu bao ship. Con số 5, con số 5 đây, con số 5 này nhá. Con Zangma này con đang Zangma này xả trục láp nhá, rất là đặc biệt luôn. Đấy, Zangma xả trục láp. Con này thì có 11 triệu thôi, 11 triệu. Đó xin. Đây là một con máy Zangma mà nó sử dụng một cái cơ cấu số là hộp số trục láp nhá. Đây trục láp đây, em quay cho bà con xem. Bà con thì thấy không? Hiện tại nó đang đi bộ một bộ là bộ dàn sới tạt, dàn tạt nhá. Hiện tại đang đi bộ dàn tạt luôn, to như cái phễu luôn này, bà con nhìn thấy này. Tạt to như cái phễu luôn, to dã man luôn, to dã man luôn. Rồi, dàn tạt đây nhá. Thì con này nó có đặc điểm, một đó là tay lái là quay 360 độ này, nó là một con tay lái đa chức năng rồi, quay tay lái 360 độ. Thứ hai là nó sẽ có một là số thổ rùa của số đi, tức là ở đây nó sẽ có hai tiến hai lùi, thì kết hợp với tầng thỏ rùa nhanh chậm này là thành đi 4 tiến 4 lùi bà con nhé, 4 tiến 4 lùi. Đó rất là linh hoạt luôn. Rồi tiếp theo nữa đó là nó sẽ có số sới nhá, số sới đảo chiều. Đó, đảo chiều tức là dàn sới này. Tức là dàn sới này đây. Dàn sới này có thể quay xuôi và quay ngược. Đó, đây cái số đảo chiều của nó đây. Đấy, số đảo chiều xuôi ngược đây nhá. Đó, đây số đảo chiều xuôi ngược này. Hiện tại thì nó hơi cứng, nó chưa vào khớp. Đấy. Số đảo chiều xuôi ngược đây. Và nó có số nhanh chậm thỏ rùa nhanh chậm của dàn sới luôn đây đó, nên là nó cực kỳ linh hoạt luôn bà con nhé, siêu linh hoạt trong một con máy này. Và hộp số này nó rất liền lạc, cứng và to. Đây động cơ Zangma OHV rất đẹp đẽ, lọc bụi bằng nhớt này, trắng tinh luôn, lọc bụi bằng nhớt nhá. Đó, động cơ Zangma GA 160 đây bà con. Con này động cơ là đi 5.8 PS này, 5 ngựa 8 nhá, 5 ngựa 8. Đó, rất đẹp đẽ luôn, cực kỳ đẹp đẽ. Đây bà con có thể nhìn thấy đây. Đây. Đó, lau ra đây. Con này thì thực sự là tạt luống rất là linh hoạt, cực kỳ linh hoạt bà con. Con này cũng thế, sẽ không cần phải quay tay lái 360 độ nhé. Nó là một con máy tay lái quay 360 độ, nhưng mà con này thì không cần phải quay tay lái vẫn tạt được luống bà con nhé. Đó, Suzu T510 động cơ Zangma OHV. Zangma OHV. Đó, có gài côn trên tay này. Đó, là có côn bóp côn chuyển hướng này, bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này. Mấy dòng Zangma bóp côn nó nhẹ hều luôn. Công tắc tắt máy trên tay này, tay lái bằng inox này, càng inox nhá. Đấy tay ga này, đúng chưa? Đó, bà con có thể thấy có cái tấm chắn bự của nó đây, còn nguyên bản. Đó, hiện tại thì nó có một bộ tạt luống. Đó. Có một 2 tiến 1 lùi, kết hợp với 2 tiến 2 lùi chứ, kết hợp với thỏ rồi nhanh chậm là thành đi 4 tiến 4 lùi. Và thỏ rùa nhanh chậm của số ngược này, số sới này và số đảo chiều của số sới. Đó, bà con có thể rất nhiều tầng số để mình lựa chọn nhá. Đó. Thường thường là chỉ có một tầng thỏ rùa thôi. Đây, như con Zangma này là không có thỏ rùa này. Rồi ok, con số 5 giá 11 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con, động cơ 5 ngựa 8 của Zangma. Đây, lốp rất đẹp đẽ đây nhá bà con nhá. Lốp rất đẹp đẽ lắm. Lốp 400-7. Lốp 400-7 này. 400-7 nhá. Đó. Rồi ok. Tiếp theo là đến con số 6. Đây. Con số 6. Đây con Zangma PRT 55 này, trục lắp nhá. Con này trục lắp này là trục lắp này. Con
số 6. Số 6 này. Rồi, giá là đi 12 triệu. 12 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Con răng ma này là một con răng ma mà số trục láp, nhưng mà nó lại không có số thỏ rùa. Đấy, thỏ rùa nó chỉ có 3 tiến một lùi thôi, 3 số tiến 1, 2, 3 số tiến và 1 số lùi thôi nhá. Đấy, 3 tiến một lùi. Thì muốn đảo chiều nhanh chậm là mình phải đảo chiều tầng dây Cora bên trong này nhá. Đó. Đây là một con máy sới trục láp. Đấy. Trục láp này là một con máy là chỉ có muốn đảo chiều nhanh chậm ấy. Đảo chiều nhanh chậm là mình phải đảo hộp xích này nhá. Đảo hộp xích này thì mới tăng công suất đồng thu của dàn sới này được. Đó. Con này cũng là dòng ma GA 160. Đây. Đây. 5 ngựa 8, 5.8 PS nhá. Đó. Này em cũng chưa có lòng rửa sạch xe đâu. Nói chung là bà con lấy là bọn em sẽ làm vệ sinh sạch xe. Ồ, con này đi bánh rất là hẹp luôn này. Bánh này có 30 phân thôi nhá. 30 phân thôi. Bà con muốn làm hẹp hơn nữa em sẽ làm hẹp hơn cho. Và bà con muốn đi bánh sắt thì em sẽ làm bánh sắt nhá. Đó. Con này nó sẽ có một cái xiển gạt đây. Đó, có xiển gạt này. Đó, cực kỳ là linh hoạt luôn đúng chưa? Nó sẽ gạt rất là sạch cho mình. Gạt cực kỳ sạch cho mình luôn. Răng ma ô ông nào ông đào đua mất cái bình cái nắp xong rồi mình rồi. Đang đấy tinh rồi. Rồi răng ma USB. Đó, con này là đi 12 triệu nhá. PRT55 12 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Máy rất đẹp đẽ luôn rồi nhá. Rất đẹp đẽ luôn. Rồi ok, tiếp theo đến một con số 6. Con số 7. Đây, răng ma. Tiếp theo đến con số 7. Đây, số 7 nhá. Đó, con này cũng là một con máy răng ma GA 160, có số thỏ rùa nhanh chậm một số sới, có số thỏ rùa nhanh chậm một số đi. Đó, rất nhiều tính năng luôn. Rồi, con này giá là đi 11 triệu thôi. 11 triệu là bao ship rồi con nhé. 11 triệu bao ship. Con này động cơ cũng động cơ đây, 5.8 PS này, và con nhìn thấy chưa, 5.8 PS nhá. Đó, 5.8 PS. Lốp lát rất là sạch sẽ luôn, các bạn thấy không? Có cục tạ luôn này, còn có cục tạ luôn, cực kỳ đỉnh, có cục tạ. Đó, thì giá 11 triệu bao ship, con này là đi tay lái là quay 360 độ nhá. Nhưng mà con này vẫn là một con máy trục láp, không cần phải quay tay lái. Con này là không cần phải quay tay lái rồi con nhá. Tại vì sao? Nó có số đảo chiều này, số đảo chiều đây này. Nó có số đảo chiều của dòng sới nhá. Dòng sới này nó có thể quay xuôi và quay ngược. Đó. Đây. Dòng sới có thể đảo chiều nhá. Đây bà con thấy này. Nó có số thỏ rùa của dòng sới này. Đấy, có số đảo chiều của dòng sới nữa này. Cực kỳ ok luôn, cực kỳ hiệu quả luôn bà con nhá. Đây bà con này, số đảo chiều đây này. Đó, số đảo chiều của dòng sới đây nhá. Đó, và thỏ rùa của dòng sới. Đó. Rồi. Con này nó sẽ có đi 2 tiến 2 lùi kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm đây. Là thành đi 4 tiến 4 lùi nhá. Đó, 4 tiến 4 lùi. Đa chức năng các dòng máy này, đa chức năng luôn. Rồi, ở trên tay lái thì nó sẽ có những cái bóp côn chuyển hướng, bóp trái thì chuyển trái này. Ủa, nhẹ quá trời luôn, bóp phải chuyển phải. Nhẹ như lông hồng, nó bóp một ngón tay này. Đó. Còn là cái này là gài. Này là gài như này. Gài sới này, ngắt sới, gài sới thôi. Gài côn đây. Cái côn nhé, ngắt sới này. Đó, cực kỳ linh hoạt luôn. Rồi tay lái quay 360 độ. Đó, tay ga đây. Cái côn này kia, tất cả mọi thứ là trên bảng điều khiển này hết nhá. Đó, trên bảng điều khiển hết. Răng ma, con này thì cũng khá là đẹp. Tuyệt đẽ răng ma. Đây, bà con có thể gắm cái lưỡi này ở phía sau máy này. Đây, con này mà vào số ngược ấy. Vào số ngược và vào số tạt này. Đó, mà cắm cái này vào đây. Đúng là đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp luôn này, bà con nhìn thấy đây. Con này vào số tạt này, gắn cái lưỡi này phía sau nữa, cũng là đỉnh của chóp luôn. Đó, đỉnh chóp luôn. Thì tạt luống đất vun sang hai bên xong, đất lưỡi này nó sẽ vét sạch đất cho mình, tạo thành một cái bề mặt luống cực kỳ đẹp luôn. Đó, còn bà con nào muốn bánh hẹp hơn hoặc là đi bánh sắt thì mua thêm cả bánh sắt nhá. Đó, em sẽ thiết kế bánh sắt ở đây vào đây cho bà con. Đó, có thể bán được rất nhiều. Rồi, con số 7 giá 11 triệu là bao ship. Rồi, tiếp theo đi con số 8. À, các cái con máy này thì nó có thể kéo được lưỡi cày trâu nhá. Kéo lưỡi cày trâu đây. Cày trâu này, bộ tạt luống đây nhá. Đó.
Đây, con số 7 rồi, con số 8 này. Con số 8 này, con số 8 này rất nhiều người hỏi. Em bây giờ em mới có dịp lên video. Cực kỳ nhiều khách hỏi luôn. Con số 8. 18 triệu. 18 triệu là bao ship nhá. Con số 8, 18 triệu là bao ship tới tận nhà. Tại sao nó là 18 triệu? Con máy này hiện tại nó đã sử dụng một cái động cơ của Zhangma GA240, động cơ 8.5 PS nhá. Đây, Zhangma GA240 này, 240 OHV, GA240, 8.5 PS. Là một con máy sử dụng trục công suất lớn. Đây, quay cho bà con xem các cái chi tiết lớn của nó. Zhangma OHV, mà OHV mới tinh luôn. Zhangma OHV, máy xéo, máy nằm nhá. Đó, rồi. À, đây, quay máy cho bà con xem. Đánh giá nhá, tự đánh giá. Siêu mới luôn. Siêu mới luôn. Rồi. Ok. Đây. Đây, Zhangma. Rồi. Con này là đi 4.6 kW, tức là 1800 vòng trên phút, là tốc độ căng ti. Còn là 6.2 kW đây. 6.2 kW là tương đương với 8.5 PS nhá, 8 ngựa rưỡi. Đó. 8 ngựa rưỡi. Đây, bà con cứ nhìn thông số Zhangma GA240. Đó, Zhangma Made in Japan. GA240 SK. Đó là 8 ngựa rưỡi nhá. Đây là một con máy Zhangma cực kỳ là lớn, to và mã lực. À, sẽ phù hợp với các bà con nào mà làm cái diện tích lớn này, tạt các cái bề mặt luống lớn nhá. Con này là đi các cái luống hẹp tầm khoảng 25-30 là rất là khó khăn đấy bà con nhá. Đó, bà con nào mà đi các cái bề mặt luống tầm khoảng 30 đổ lên thì tuyệt vời luôn. Đó. Đây là con này. Con Zhangma này hiện tại nó đi là một con Zhangma xài trục lắp bà con nhé, xài trục lắp. Đó, nó đắt tiền là ở cái trục lắp này và động cơ siêu lớn của Zhangma, siêu mã lực luôn. Đó, trục lắp này nó có thể quay xuôi và quay ngược. Đó, rất là linh hoạt. Bà con nào mà tạt luống diện tích nhiều hoặc là làm diện tích lớn nhiều á, hay là đất cứng, tạt đất cứng nhá, bà con dùng các cái dòng này chuyên sới, chuyên tạt và chuyên lên luống. Đó, đây bộ tạt nó đây. Bộ tạt này em minh họa phụ họa vào thôi nhá. Còn bà con mua là phải mua thêm đó, em không có tặng kèm đâu. Đó, máy không là 18 triệu rồi, bộ tạt này mua thêm nhá. Bà con nào chê đắt thì miễn bình luận, miễn comment nhá. Đó. Đây. Đây, bộ tạt đây nhá. Bộ tạt luống em đã thiết kế sẵn hết đây. Rồi. Đó, cánh bửng có thể chỉnh động hẹp, rộng hẹp, nâng hạ, cao thấp này. Tùy ý của mình. Đó, tùy ý của mình. Đó, bánh đuôi đầy đủ hết rồi nhá, chỉ việc chạy thôi. Con này như nổ rồi. Nam ơi, giật nổ máy này cho anh phát nào ơi. Cẩn thận bẩn máy. Con này này mở khóa xăng ra cho anh cái. Làm việc với anh Đức rồi. Đã coi video chú bỏ đằng này các bạn. Nam ơi, vào thao tác cho anh cái. Gọi anh Đức ra đây cái. Rồi, báo số đi em. Rồi ok, thôi được rồi, không cần đi sai đâu. Con số lùi đi. Rất linh hoạt luôn. Êm ru, máy không một tí khói nào. Rồi ok, ok. Rồi cho ngay lại vị trí cũ, cho lại vị trí cũ. Cho lại vị trí cũ. Đó, Zhangma. Rồi ok. Và số xuôi số ngược của dàn sới cho anh cái. Và số xuôi này. Đấy, con nhìn nhá. Số ngược này, đây là số tạp nhá. Đây là số tạp. Rồi, và số sới. Số sới. Đây, chỉ quay cái kia lại thôi, là và số sới này. Quay xuôi lại. Đó, tức là trục lắp là nó có. Trục lắp là nó có cái linh hoạt là nó có thể quay xuôi và quay ngược nhá bà con nhá. Đó, các tất cả mọi con máy trục lắp. Rồi, mà đặc biệt là chúng. Rồi, tắt máy đi em. Máy. Và đặc biệt là chúng các cái con máy Zhangma đời cao như thế này thì thực sự là cái sự yên tâm của nó dường như là 100%. Tại vì là thứ nhất là động cơ đời cao này. Đó, Zhangma UHV máy xéo máy nằm nhá, đời cao chót vót của Zhangma. Nói chung tất cả những cái gì mới nhất, máy xéo UHV, rồi là trục lắp mới nhất. Đó, rồi là mọi tính năng, tay lái chỉnh cao thấp này. Đó, tay lái chỉnh cao thấp nhá. Tay lái chỉnh cao thấp này. Đấy, tay lái chỉ có thấp tay lái đây.
và xoay tay lái 360 độ đầy đủ hết nhá. Đó, con răng ma này, bà con nào mà làm diện tích nhiều, diện tích lớn, tạt các cái bề mặt lúng lớn hoặc là gắn các cái lưỡi cày trâu cày lật này, bộ tạt rộng nhá, bộ tạt con này thì nó sẽ tạt được các cái bề mặt lúng rộng tầm khoảng 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 là thoải mái hết bà con nhá. Đó, máy nó lớn, 8 ngựa rưỡi, PRT này, răng ma PRT 851. Đó, 851 nhá, 8 ngựa rưỡi. Rồi ok bà con số 8 là 18 triệu là bao ship cho bà con tới tận nhà, chưa gồm phụ kiện nhé, bà con mua phụ kiện thì tính thêm. Đó, rồi bà con có thể gắn các cái bánh lồng bừa ruộng nước ruộng thụt này, đó, kéo cày là cày trâu này, đó, rồi là gắn bộ sới của cào cào, sới nhảy, sới tạt này, đó, hoặc là có thể mua bánh sắt gắn vào này, rất nhiều tính năng, cực kỳ nhiều tính năng luôn. Rồi ok, tiếp theo đến con số 9, cũng là một con máy răng ma, công suất rất là khủng hoảng, đánh giá báo giá luôn để bà con không phải tò mò xem xét, không phải điện hỏi giá. Đó, đây con số 9 này, 18 triệu. Đây là một con máy cực kỳ rất cực kỳ xuất sắc luôn, bà con nhìn thấy này, các chi tiết ốc của nó này giống như kiểu là ốc này em mới thay hay sao ấy, nhưng mà không phải đâu bà con nhé, đây là ốc tin của nó. Thực sự nó xài rất là ít như thế này, một con máy xài rất ít như thế này. Đây bà con nhìn thấy này, dòng ma OHV, dòng ma OHV này CA 280, đây thông số của nó đây bà con nhé, dòng ma 280, tốc độ gang ti là 7.2 PS, mắc công suất là 9.8 PS, tức là tương đương với 10 ngựa rồi, không khác gì máy 10 ngựa. Đó, bà con có thể thấy đây, lốc này, lốc máy này, gác này, cực kỳ là sạch sẽ luôn. Đây, giờ dưới đây và ươm luôn. Đó, bốn lốp là 400-9 nhá. À, em bảo em chia sẻ thêm là cái lốp này mình có thể chỉnh hẹp vào được từ khoảng 30 phân nhá, rộng ra hẹp vào 30 phân, rộng ra được từ khoảng 60 phân nhá bà con nhá. Đó, đây một con dòng ma này thực sự là nó rất là mới, thứ nhất là mới, thứ hai nữa là công suất là siêu mã lực. Đó, siêu mã lực luôn, công suất siêu mã lực luôn. Đây bà con nhìn thấy này, nhìn các chi tiết này, cái này là em không có đánh lại đâu nhá, đây còn nguyên chày chày sơn đây này, chưa đánh lại đâu nhá, mọi thứ nào là còn nguyên bản là để nguyên như thế, chưa đụng chạm một cái gì hết. Đó, bà con có thể quan sát, để quan sát này, ốc đen xì luôn này, đúng chưa? Đó, rồi đây răng ma OHV, nhìn cái này rất là sướng mắt luôn, thực sự rất là sướng. Rồi có tay lái chỉnh cái này là bóp chỉnh cao thấp tay lái này, chỉnh cao thấp tay lái này nhá. Đó, rồi là có bóp côn chuyển hướng này, bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải. Thực sự là mấy cái côn của máy răng ma này bóp sướng tay dã man luôn đấy, bóp sướng tay dã man luôn, vì là nó rất là nhẹ, không hiểu sao mà răng ma nó làm côn nó nhẹ dữ vậy không biết. Còn bà con nào xài lâu mà nó kẹt kẹt đấy nhá, bà con chỉ cần mua một cái chai xịt RP7 thôi, xịt vào dây này nó trơn phát là ok. Có cài côn trên tay này. Đó, rồi là con này là sẽ có đi cái này cái gì đây nhỉ? Cái này là đi ngắt số này. Đó, cái này là tầng nhanh chậm này, tầng nhanh chậm nhá. Đó, cái này ngắt số này. Đó, vậy bà con nhìn thấy này, dòng ma OHV. Đây, máy rất là to nên để trống trơn chỗ này, bà con nhìn thấy không? Cực kỳ đẹp luôn, một con máy dòng ma. Con này như là cũng nổ luôn rồi này, mấy con máy mới này là phải nổ luôn để cho nó nóng. Bà con nghe tiếng nổ, bà con nghe tiếng nổ đúng chưa, cực kỳ là êm luôn. Nói chung động cơ răng ma OHV thì giật rất nhẹ như lông hồng, rồi tắt máy này, giật rất nhẹ như lông hồng, nhưng mà nó giật nhẹ như lông hồng mà. Rồi răng ma PRT đây, con này phúc ơi, đây con này em gắn phụ họa vào cho bà con cái lưỡi cày chia luống này. Quay đi. Đây lưỡi cày chia luống, bà con có thể lấy lưỡi cày chia luống ra. Đây là cái lưỡi cày chia luống rạch hàng này, rất là to và lớn, bà con nhìn thấy nhá, em đo một găng tay này, 20 phân này, 40 phân này, tầm khoảng 50 phân chiều cao nhá. Đó, và chiều ngang này. Chiều cao của cái tấm lá này là 50 phân, còn chiều cao này 1 này, 2 3 tầm khoảng 60 70 phân nhá, 60 phân. Đó. Và cái chiều dưới này thì rất là hẹp thôi.
tầm khoảng 20 phân, 30 phân thôi. Mình có thể khép lại nữa. Khép lại nữa sẽ hẹp lại nữa. Đây. Con song ma này gắn theo cái bộ lưỡi này thì vào thì cũng là nó là đỉnh của chóp luôn. Thứ nhất là công suất nó lớn. Thứ hai nữa là vạch hàng chia luống thì không phải suy nghĩ. Đây. Hạ xuống thôi, không cần ấy, hạ xuống thôi, cứ hạ xuống thôi nào, hạ xuống máy xuống thôi, cho bà con xem thôi. Đây, bà con nhìn thấy đây. Đây, bà con nhìn thấy nhá. Một con máy răng ma kéo theo lưỡi rạch hàng này nữa thì đúng một con máy là 9 ngựa 8. Răng ma PRT 1101, động cơ 9 ngựa 8 nhá. PRT 1101, 9 ngựa 8. Thì nó kéo một cái lưỡi rạch hàng như thế này. Đó, bà con nào muốn mà rạch hàng ngô, hàng khoai, rạch hàng rau, hàng gì đó, tất cả mọi bề mặt vun ngô, vun khoai, vun mía. Đó, bà con dùng các cái con này như thế này nhá. Đó thì cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Bộ tạt luống này, em đã làm sẵn một bộ tạt luống này, rộng tầm khoảng 50 phân, 60 phân. Bà con có thể chỉnh rộng chỉnh hẹp nhá. Đó, tùy ý. Đó. Bộ máy răng ma, một con máy cực kỳ ok luôn. Những con máy này đời siêu cao, đời cao chót vót, máy răng, máy xéo, máy nòng UHV. Nó chấp những con máy Kubota T1-80 hoặc là T1-100. Những con máy đó sẽ không bao giờ mà công suất hiệu quả hay là cái đời máy yên tâm như những con máy này. Đó, siêu cao luôn, máy xéo máy nằm UHV. Rồi, ok, tiếp theo là đến con số 9 là 18 triệu nhá. Rồi, con số 10 này. Con này DK8 á. Răng ma DK8 này. Răng ma DK8 nhá, DK8. Răng ma. Con này là đi động cơ là 7 ngựa này bà con nhá, 7 ngựa nhá. Con này 7 ngựa này, 7.7 ngựa. 11 triệu là bao ship. 11 triệu bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Đây. Tất cả đều là động cơ răng ma OHV hết nhá. OHV hết. Đó, máy rất là mới luôn. Mới răng ma. Gần quốc bánh đây. Này, bánh 400-9 nhá. Bánh 400-9 đấy bà con nhìn này. 400-9. Đó, rất là to, đẹp, chưa rạn nứt gì hết nhá, chỉ có bẩn thôi. Nhưng mà đừng quan tâm. Quan trọng là máy móc nó sạch sẽ, nó mới như thế này là ok rồi. Bố biết chưa xịt sơn gì là đâu nhá. Mọi thứ là để trong tình trạng nguyên bản tự nhiên. Đó, thường thường mình cứ hay xịt sơn bóng rồi là hay đánh bóng, trà bóng sơn xịt lại. Nhưng mà bọn em, bà con chốt máy rồi bọn em sẽ dọn sạch sẽ đi cho bà con. Đó, đây. Răng ma. Con này nó có một điểm hay, đó là nó có một cái dàn sới là sới đảo chiều. Sới V-Sai đảo chiều của dàn sới này bà con nhìn thấy này. Đây bà con thấy không? Được chưa? Đấy, khi mà em quay phát là cái dàn kia nó sẽ quay ngược lại. Đấy. Đây bà con nhìn thấy này. Đây bà con nhìn thấy chưa? Đó, nó đang có số này, đang dính rồi. Quay nó sẽ quay ngược lại này đúng không? Đó, quay ngược lại này. Đó, thì nó sới đất rất là tơi. Tơi và không bị cuốn cỏ trong này nhá. Đó, rất là ok luôn. Đây, dò sới đây. Đẹp đẽ lắm, bánh biết gần quốc đẹp đẽ lắm. Chưa rạn nứt gì cả. 11 triệu là bao ship. Con này thì nói chung là dàn sới của nó rộng tầm khoảng bao nhiêu phân đây? 1, 2, 3, 4, khoảng 75 phân bà con nhá. 75 phân cho dàn sới này. 75, 80 phân. Cực kỳ to luôn. Sới con này thì nó đi rất là nhanh. Bà con nào mà làm nhà vườn, nhà màng hay là các cái bề mặt luống, các cái bề mặt luống rộng nhá, thì cứ những con máy thùng phi như này thì sới tuyệt vời luôn. Con này chỉ có chuyên sới thôi và rạch hàng thôi. Có thể có lưỡi rạch hàng như con kia nhá. Đó, lưỡi rạch hàng như con kia. Rồi ok, con số 10, 11 triệu. Rồi tiếp tục con số 11. Con răng ma này thì đây, cũng có lọc bụi bằng nhớt này, lọc bụi bằng nhớt này. Đó, lọc bụi bằng nhớt này, động cơ răng ma này. OHV răng ma GA210. Đó, em lên toàn bộ là máy răng ma hết bà con nhá. 100% là máy răng ma. Đó, không có lai căng một cái gì hết. Đây, tiếp tục con máy IC650. IC650. Mà con này thấy nó mới quá, cứ quay đi quay lại. Cực kỳ đẹp luôn ạ, chưa xịt sơn bóng đâu nhá mà nó đẹp như này rồi. Nếu mà xịt sơn bóng vào ấy thì còn đẹp hơn nữa cơ. Đó, đẹp hơn rất nhiều nữa cơ. Rồi, tiếp theo là đến con máy răng ma. Răng ma, con nhìn thấy răng ma chưa? Này, răng ma này. Răng ma. À, IC650. Đấy, con số 10. Con số 11. Con này con số 11. Con số 11. Rồi, giá là đi 13 triệu 800. À quên, 13 triệu 800. Con này là bán tại cửa hàng nhá, không bao ship. Con này là không bao ship, bán tại cửa hàng là đi 13 triệu 800 nhá, không bao ship. Đây là một con máy răng ma này. Răng ma này.
Quay động cơ 6 ngựa các con nhá. 6 ngựa rưỡi. Đó, con này là con máy dầu, chuyên sới, chuyên phay. Thì bà con nhìn con máy dầu và con máy xăng ấy là nó chênh lệch với nhau rất là nhiều. Đó, chênh lệch rất là nhiều. Tại vì con này nó sử dụng cái đầu máy dầu đầu D. Đầu D. Đó, IC 650. Đây. Đây, rất là đẹp đẽ luôn. Cực kỳ đẹp đẽ luôn. Nó cái quạt gió và diếp của nó bên trong này nó còn trắng tinh luôn, được chưa? Nguyên bảo người đâu bác. Chứ động chạm gì đâu. Chứ động chạm cái gì cả. Đó, động chạm gì đâu nhá. Đâu bác này. Đó, mấy cái này chày chày cũng chưa đánh sơn lại gì đâu. Bô hết con đen xì nguyên này, được chưa? Đó, chỉ hơi móp móp thôi. Dâng ma có đèn nhá. Đây đèn của dâng ma luôn này, được chưa? Đèn dâng ma này. Rất là sạch luôn, lốc lác này các con nhìn thấy này, cực kỳ sạch luôn. Đó, video này nó hơi dài bà con nhé, bà con xem rồi là chịu khó ngồi xem từng con máy nhá. Bà con ưng con nào thì cứ báo em. Rồi, dòng ma đây. Đó, dòng ma. Rất là đẹp đẽ luôn. Phải xe có mã số này. HS6 này, 02904 này nhá. Mã số hết nhá. Đó, không chạy đâu được. Rồi, đây đầu phi lát đây. Mới tinh luôn. Đó. Số đây. Rồi, làm sới con này thì rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đây, hiện tại cực kỳ đẹp luôn. Đó, chưa có bị khuyết, chưa có bị ế gì hết, chỉ là hơi rỉ thôi. Dàn sới nói chung là chưa có bị mòn miếng gì cả, còn vuông hàng sắt tại nguyên nhé. Đó, vuông hàng sắt tại nguyên. Đó, vuông hàng sắt tại nguyên. Đây, bà con, bà nhìn thấy. Đó, dàn sới này cũng rất là rộng, cộng thêm khoảng 80, 1, 2, 3, 4, 80 phân bà con nhé, rộng 80 phân. Con này nó sẽ có đi 6 số tiến và 3 số lùi nhé. Đây, bà con nhìn 1, 2, 3 số lùi này. 3 số đỏ là lùi 6 tiến nhá. Đây, 5 6 này đúng chưa? 5 6 này. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Ok bà con nhá. Bà con số 11 giá đi 13.800.000. Là không bao ship. Bà con mua con nào thì báo em nhá. Rồi. Cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video. Một video nó đến tầm khoảng 42 phút nhá, 45 phút thì bà con xem từng con máy tự đánh giá. Rồi là từng con nào các bác em alo gọi trực tiếp cho em nhé. Qua số điện thoại là 0967702477. Bà con ưng thùng phi, sới thùng phi này, đúng chưa? Sới thùng, đó, sới đa chức năng, công suất lớn 9 ngựa 8. Đấy, kéo cày, lật cày trâu, kéo thùng rơ móc, kéo bánh lồng bừa đụng nước đụng thụt. Rồi là tạt luống sới đất, phay đất cày tùm lum hết. Công suất siêu mã lực luôn, 9 ngựa 8, siêu to khổng lồ. Rồi 8 ngựa rưỡi, trục láp, đảo chiều đa chức năng. Sới đảo chiều đa chức năng nhá. 9 ngựa 8. À quên, 8 ngựa rưỡi. 8 ngựa rưỡi đây. Hai con này siêu trâu bò luôn. Rồi có cái dòng máy 5 ngựa 8 6 ngựa này đa chức năng, chuyên tạt chuyên sới trên lên luống. Đó, đảo tay lái trục láp này. Đó, dòng ma trục láp này, số thảo đồ nhân chập đầy đủ hết đảo chiều. Rồi các cái dòng máy đa chức năng này. Đây, tất cả là đều là dòng răng ma và đời cao chót vót bà con nhá. Và ưng nhất vẫn là con tạt luống như thế này. Rất là ưng luôn. Cực kỳ ưng con máy này luôn. Rất nhiều bà con mà tìm các cái dòng máy như thế này thực sự không có nhiều. Đó, có số thỏ rùa của số đi rồi mà còn số thỏ rùa của số sới nữa, mà lại số đảo chiều của số sới nữa. Nó có rất nhiều số của trên một con máy này, thực sự là rất nhiều số luôn. Mà rất là máy rất là gọn gàng, con này đi không bao giờ sợ lật lún hay là sợ làm sao hết nhá. Rất nhẹ nhàng và dễ lái. Một giò máy OHV 4 ngựa 8.4 triệu. Đấy, chiên tạt, chiên vun, chiên sới, chiên lên luống, vun ngô, vun mía, vun khoai, vun tất cả mọi bề mặt. Rồi, con này hai bánh lỡ, con này thì dành cho các bác nào lớn tuổi hoặc là các chị em phụ nữ nhá. Rồi ok bà con, cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video. Bà con xem ưng một con máy nào thì kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp nhá. Đó, gọi trực tiếp. Mua phụ tùng gì hay dòng máy gì. Em không chỉ là lên các cái dòng máy răng ma này đâu mà còn rất nhiều Kubota, Mitsu, Iseki, Honda. Đấy, còn rất nhiều bà con nhá. Đấy thì bà con hoặc là Shibura, bà con mà ưng thì cứ alo nhá. Đó, video này sẽ từ khoảng 45 phút. Đấy, bà con xem video rồi là có gì báo lại cho em nhá. Đây, em đi quay từ đầu lại cho bà con một video là chuyên răng ma, chỉ có răng ma thôi. Đó, răng ma, chỉ có răng ma. Con số 1 6 triệu. Đấy, con số 2 một giò 8.4 triệu. Đó, con số 3 12 triệu. Đa chức năng con này thì không chê được. Con số 4 10 triệu đa chức năng, tay lái 360 độ. Còn lại con số 5 11 triệu. Đấy, con số 6 trục láp 12 triệu. Trục láp 12 triệu. Đấy, con số 7 11 triệu trục láp. Con số 8 18 triệu.
Đó, 18 triệu. Con số 9, 18 triệu. Con số 10, 11 triệu. Con số 11, 13 triệu 800. Rồi, bà con xem video nhá. Ưng con nào thì báo cho em nhá. Ok, em chào bà con nhá. Hẹn gặp con video lần sau nhá. Bà con nhớ like và đăng ký kênh nhá bà con nhá. Cho em một like nhá.